chậm chạp trong việc tiếp cận giao tranh. 369 đánh ngược trở ra với tiếng tung thùng rượu đổ, nhưng đây là tiếng có thể Odin được. Giữ trận đối phương lại và Odin Baron thôi anh em ơi. Trừng phạt tốt tới từ vị trí của Kanavi. Một pha ăn mất rất nhiều thời gian nhưng đối phương phản ứng cũng chậm nên là đã có Baron rồi. Phi hồ lao lên có mạng ngay lập tức dành cho vị trí của Nine. Nine tiếp tục lao lên với tiếng đẩy cầu lướt phi hồ thoát khỏi một tình huống móc tới từ Naughty. Hôn gió trúng Naughty, đẩy cầu đi cầu về, có lại một lần phi hồ nữa, lại tiếp tục lao lên hay chăng đấy, lại tiếp tục lao lên đốt lửa Holy. Nhưng đẩy cầu thì Tristana của Scar đã chạy được, đã hồi e đớp rồi flat lên W e trượt như đánh tay, đẩy cầu và đó là tiếng Nine sống sót với một chấm máu. Triple kill dành cho Nine, một con Ari xử lý quá ghê rồi các bạn ơi.